Thần đồng PS Việt Nam có thể tới Hàn Quốc, Thái Lan thi đấu. Thần đồng PS Việt Nam, Lê Hạ Anh Tuấn, có lộ trình phát triển tài năng cụ thể với tương lai không chỉ giới hạn ở Việt Nam. Lê Hạ Anh Tuấn là một trong những game thủ Việt Nam đang tham dự giải đấu PS có tổng giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay, bên cạnh những cái tên khác như Quang Maxa, Tâm Figo, Tabi Tuấn Anh. Trao đổi với Dinh, game thủ Quân Bi có những chia sẻ về giải đấu lịch sử này và cả về Lê Hạ Anh Tuấn. Quân Bi đánh giá sao về các tuyển thủ Việt Nam tham dự giải đấu này? Việt Nam tham dự giải đấu này với 8 game thủ, cả 8 người đều đang có phong độ cao nhất, trình độ tốt nhất, có thành tích ổn định nhất trong cộng đồng bóng đá điện tử. Tuy nhiên, tại các giải đấu online, chúng ta chưa thể hiện được nhiều. Có thể lấy ví dụ như Indonesia hay Malaysia là những quốc gia nếu đá offline có thể kém hơn chúng ta, nhưng online thì họ lại đang có thành tích tốt hơn nhiều, minh chứng là các tấm vé đi thế giới thông qua online đều đang thuộc về họ. Cơ hội của game thủ Việt Nam trước các tuyển thủ nước ngoài là như thế nào? Tôi nghĩ chúng ta sẽ thật sự gặp khó trước các tuyển thủ Hàn Quốc và Indonesia. Vì là đã online, lại nhận được sự cổ vũ từ khán giả nhà, hy vọng tỷ lệ sẽ là 70-30 cho game thủ của chúng ta. Trong danh sách các tuyển thủ Việt Nam tham gia có thần đồng PES Lê Hạ Anh Tuấn, anh đánh giá như nào về tài năng như này? Lê Hạ Anh Tuấn đã có những màn ra mắt cộng đồng từ 2 năm trước, xét về số năm thi đấu chuyên nghiệp, em còn có nhiều hơn một số game thủ tham dự giải đấu lần này. Lê Hạ Anh Tuấn cũng là viên ngọc quý của cộng đồng bóng đá điện tử Việt Nam với lối đá chững chạc, kỹ năng cầm bóng, dễ bóng, dứt điểm đều tốt. Em nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả cũng vì lối chơi tấn công đẹp mắt, cống hiến, hết mình. Khả năng để Lê Hạ Anh Tuấn đi lọt vào chung kết, mình nghĩ là 15%, nhỉnh hơn một chút với các game thủ còn lại. Hy vọng ngoài sự trưởng thành hơn trong lối chơi, em sẽ có may mắn để đi sâu nhất có thể tại giải đấu. Trong tương lai liệu Lê Hạ Anh Tuấn có cơ hội ra nước ngoài thi đấu? Chúng tôi đang thiết lập cho Lê Hạ Anh Tuấn con đường thuận lợi nhất để các bạn tiếp tục phát huy với sự ổn định. Với hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và bài bản, chúng tôi tin Lê Hạ Anh Tuấn sẽ trở thành người tiên phong đưa bộ môn bóng đá điện tử vươn tầm bóng đá truyền thống trong tương lai. Tuấn chắc chắn sẽ tham gia những giải đấu lớn mang tầm quốc tế, có thể trước mắt là đến với thị trường Thái Lan, Hàn Quốc. Anh có bí quyết hay lời khuyên nào cho các bạn trẻ khi muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp? Hiện tại, eSports đang có những kế hoạch phát triển cùng sự đầu tư đúng đắn đến từ các đội tuyển và nhà phát hành nên cơ hội trở thành một game thủ chuyên nghiệp cũng xuất hiện nhiều hơn. Tôi nghĩ điều tiên quyết vẫn phải là đam mê, thái độ cầu thị cùng việc luyện tập chăm chỉ. Tôi hy vọng giải đấu đang diễn ra sẽ là nguồn cảm hứng cho các game thủ mong muốn được tham gia vào cộng đồng thể thao điện tử chuyên nghiệp. Biết đâu sau giải đấu này, chúng ta sẽ có thêm những tài năng mới. Theo Quân, tương lai sắp tới của bóng đá điện tử tại Việt Nam sẽ ra sao? Giải đấu sẽ là cú hích cho sự phát triển bóng đá điện tử tại Việt Nam. Cộng đồng chơi bóng đá điện tử tại Việt Nam rất đông, không chỉ riêng PES hay console mà còn PES Mobile, FIFA truyền thống, FIFA Online. Tuy nhiên, cộng đồng này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng đắn, cũng như có sân chơi chuyên nghiệp đúng nghĩa như các quốc gia Đông Nam Á đã và đang làm. Hy vọng giải đấu quy mô này sẽ làm thỏa mãn cơn khát giải đấu lớn của cộng đồng chơi bóng đá điện tử cũng như cộng đồng eSports tại Việt Nam. Cảm ơn Quân Bi về cuộc trao đổi. Đến với vị trí của Thiago. Đây là Seo Niwen. Rory. Xin lỗi anh em, Rodrigo. Saul, tình huống lên bóng hay. Không được. Trọng tài xác định đã có lỗi rồi và đây là một cú ly sút phạt rất ưa thích của Lê Anh Tuấn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem đây có phải là bàn thắng hay không. Thiago là người đang đứng trước bóng. Cú sút của Thiago. Bàn thắng nâng tỷ số. Và bắt mặt mở tỷ số ở trong trận đấu này. Cú sút phạt tuyệt vời của Thiago. David De Gea. Cái bóng được đưa đến vị trí của Thiago, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số. Đây là Rodrigo. Ozarzabal, tình huống chọc khe. Rodrigo. Tuyệt vời, hay không rồi. Có cả những quý vị khán giả yêu mến nền PES Việt nữa. Tình huống tấn công nguy hiểm của đối phương là khá nguy hiểm. Thực sự là nếu như đội bạn đá PES mình còn cảm giác an toàn hơn là những cú sút phạt như thế này. Chưa biết đội bạn sẽ sút vào góc nào. Và như vậy là bóng dội vào xà ngang đẩy ra. Khá căng. Rodrigo. Rodrigo cũng đã lùi về khá sâu để hỗ trợ cho phòng ngự rồi. Sergio Ramos, bóng được dồi lên phía trên. Ozarzabal. Không được, đây là một tình huống tấn công khá nguy hiểm của các thủ Pháp. Và như vậy là tỷ số đã được quân bình 2-2.
Varane là người đã che chắn bóng chuẩn xác. Ở kia rất nguy hiểm, và như vậy tỷ số lúc này đã được nâng lên thành 3-2 cho các cầu thủ Pháp. Đội bàn triển khai tấn công rất nhanh. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Tây Ban Nha. Đây là Saul, Isco, Morata. Kanté đã giành lại bóng cho Pháp, và đây là cơ hội để có thể phản công ở tốc độ rất nhanh. Mbappé quá nhanh, hơi khó để cho Cavani có thể theo kịp. Còn như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-2 cho Pháp rồi với game thủ Gazi. Đây là Sergio Ramos. Và lúc bóng quá đẳng cấp. Thực sự là ấn tượng với bàn thắng này, chúng ta hãy cùng theo dõi lại một lần nữa. Fabian Ruiz quá đẹp mắt. Nhưng tiếc rằng đây lại là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 mà thôi, chứ không phải là bàn thắng ấn định một kết quả tốt cho Lê Anh Tuấn.